Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Vâng, kính thưa quý cô bác, anh chị. Tuổi 60 là cái tuổi mà nhiều người cho rằng chúng ta đã đặt một chân vào quan tài. Nhiều người giác ngộ sớm, họ hiểu rằng đời người ngắn ngủi, chỉ có mấy chục năm tranh giành dứt cuộc đời để làm gì. Những thứ mà ta tranh đoạt một sống hai chết khi còn trẻ, đến khi có tuổi rồi thì lại coi như là đôi giày cố, mà giành giật quay lại cũng chẳng có ích gì. Khi còn trẻ, ta cảm thấy đống áp lực dồn nén trong tâm, phải dốc hết tâm huyết mà có kẻ. Giành giật đến giờ nhìn lại thấy mọi thứ cũng chỉ là khóe mặt nói cười suông sã. Thế nhưng, cũng có người bước sang tuổi 60 nhưng vẫn vì cái lòng tham vô đáy, dục vọng quá lớn mà bị khinh thường, thậm chí là mất mạng. Khi đã bước vào tuổi 60, nếu chúng ta vẫn còn chìm đắm trong việc tranh giành quyền lợi, thì cuộc đời còn lại có lẽ sẽ đầy sự bất an, chẳng thể nào có được sự an yên của tuổi già. Đặc biệt, người đến tuổi 60 mà vẫn còn cố tranh giành những thứ sau đây thì càng sống càng khổ vì bị con cháu coi thường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu đó là những cái thứ gì và đừng quên chia sẻ nhé quý cô bác anh chị. Thứ nhất, lời ăn tiếng nói. Rất nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, đều cho rằng tranh giành được lời nói trước người khác thì đó là vô cùng hả hê. Nhưng khi bạn chiếm ưu thế đó, bạn đã mất rất nhiều thứ khác. Bạn sẽ không nhận ra được sự đánh giá cao từ người khác. Thay vào đó, họ chỉ thấy bạn vô cùng kiêu ngạo, cái tôi quá lớn và cực kỳ cay nghiệt. Hãy mặc kệ những lời gièm pha, bởi cái gì vô căn cứ, không đúng sự thật thì tốt nhất là đừng để ý, cứ an nhiên mà sống để hạnh phúc và an yên tuổi hơn. Vì tranh giành lời nói với gia đình, với người thân, với anh em bạn bè thì cuối cùng bạn sẽ mất đi mối quan hệ với họ mà thôi. Thứ hai, tiền bạc của con cháu. Ham tranh giành với người ngoài không nói làm gì, nhưng biết rõ mình sống chẳng được bao lâu mà còn ham nhòm ngó tiền bạc của cải của con cháu thì thật chẳng đáng mặt bề trên. Đến lúc già rồi, phải biết rằng có con cháu quây quần bên cạnh mới là điều hạnh phúc nhất. Đằng này không giúp con cháu đỡ lo về cơm áo gạo tiền thì thôi, còn cố mà giành giật vài đồng, nhòm ngó lương bổng của mỗi đứa, bảo sao con cháu chẳng khinh thường. Đừng quá coi trọng đồng tiền, cũng không nên so bì người này người kia. Và suy cho cùng thì cuộc đời tiền bạc là thứ ngoài thân, lúc này ta sinh ra chẳng có trong tay, khi chết đi chẳng ai mang theo. Người 60 tuổi mà vẫn ham tranh giành tiền bạc của con cháu để con cháu khinh thường, e rằng lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng có ai đặt bát hương thờ cúng. Thứ ba, đó là danh lợi. Danh lợi, hư vinh vốn không phải là thành tựu, mà chỉ khiến con người ta trở nên mệt mỏi mà thôi. Ai cũng hiểu rằng bản chất của con người là tham lam, càng ham mê danh lợi thì càng khó mà làm việc một cách tử tế. Những người thực sự có năng lực, trước giờ ít ai xem trọng công lao, không giành giật hư vong. Đó là lựa chọn của người minh trí. Tiền bạc rồi cũng sẽ không theo bạn sang thế giới bên kia được đâu. Danh lợi cũng không thể tồn tại mãi được. Vậy nên, đừng lúc nào cũng tham vọng, hãy cố gắng kiểm soát dục vọng của bản thân. Có như vậy thì mới hướng đến những cái điều thiện, làm những điều tiến bộ. Khi lòng dạ của bạn thật sân tham sân si, chắc chắn sẽ khiến cho bạn bị mê muội, bị mù quáng và tự đẩy bản thân vào những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mà thôi. Thậm chí bạn còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và bị con cháu khinh thường nữa. Thể diện. Già rồi phải oai một chút chứ. Cả đời làm lụng vất vả để tuổi già có được một vài điều khiến người khác khuất phục. Chính suy nghĩ ấy khiến cho tuổi 60 sống sai lầm.
thể hiện của một con người không phải là thứ tranh giành mà có được. Sự coi trọng thể diện thực chất là để che đi những cái khuyết điểm trong bản thân mà thôi. Nhiều người vẫn luôn vì thể diện mà nhẫn nhịn mà chịu đựng đó thôi. Kể cả có thiệt thòi đến đâu cũng nhất quyết phải giữ cho bằng được vì hai chữ thể diện. Nhiều người chấp nhận sống theo cách miễn cưỡng cầu hòa, thậm chí phải ngậm bồ hòn nằm ngọt. Thế nhưng, thể diện không thể nào miễn cưỡng được đâu. Đã 60 tuổi còn ham hố gì cái việc tranh thể diện để con cháu nó khinh cho. Thà cứ sống nhàn hạ, sống chân thành, tu dưỡng dưỡng tâm để có thể lòng nhẹ hơn không? Thứ năm đó là lợi ích. Con người sống ở đời càng tranh giành lợi ích thì càng thua thiệt và khiến bản thân khổ cực. Thời gian của tuổi 60 chẳng còn dài. Đừng vì chút lợi ích nhỏ mà giành giật hơn thua. Hãy bao dung cho nhau thay vì đo đo đếm đếm chuyện hơn thua. Không tranh giành cái lợi trước mắt là khí chất của lòng bao dung và sự trưởng thành. Cuộc sống ngày nay quá phức tạp. Chúng ta cần phải học cách bảo vệ trái tim của mình khỏi sự tranh đấu bẩn thỉu. Xây dựng một đời sống lành mạnh, hãy nhường sân chơi lại cho con cháu. Vừa được an yên tâm trí, vừa tránh cho con cháu khinh thường. Vì đã già rồi, không chịu yên phận mà còn tham sân si với đời. Ngay bây giờ không phải để chờ lâu thì mời quý cô bác anh chị tiếp tục đến với lại nội dung thứ hai trong video này ạ. Năm thứ trên, nếu muốn tuổi 60 con cháu nể trọng mình thì tuyệt đối đừng chạm đến. U60 rồi, sống chẳng được bao lâu nữa mà cứ phải tranh chỗ này, giật chỗ kia. Sống như vậy chẳng thể nào tạo cho phúc cho con cháu sau này, mà bản thân cũng ngày càng khốn khổ trong cái quãng đường ít ỏi còn lại. 60 tuổi đã thuộc vào hàng cao niên rồi, hãy biết cái gì cần giữ, cái gì cần buông bỏ. Đầu tiên, giữ gìn sức khỏe bản thân. Khi còn trẻ là khỏe mạnh, con người không ngừng tính toán danh lợi, buông thả trong rượu và sắc, không để tâm chế tiết được cái dục vọng của mình, khiến ăn không ngon, ngủ không yên, đến khi cơ thể mắc bệnh lại rơi vào hối hận. Đây chính là vòng quay mà con người ta thường mắc phải. Đã hiểu được nỗi khổ ấy, khi an định, khỏe mạnh, không để tâm bình an, giảm bớt ham muốn và sự hưởng lạc, mới bảo vệ được sinh mệnh. Sinh mệnh con người là vô cùng yếu ớt. Rất nhiều người khi bước vào tuổi trung niên mới phát hiện ra sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Khi bị bệnh, con người thường nghĩ lại và hối hận rằng đã không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng khi bị bệnh có chuyển biến tốt, người ta lại thường quên mất đạo lý này. Chỉ khi con người bị bệnh tật mới hiểu được rằng không có bệnh là hạnh phúc nhất. Cho nên đừng ham muốn hưởng lạc vô độ mà hủy hoại thân thể. Buông bỏ muộn phiền. Người luôn bị phiền não cuốn quanh thì tâm tình và thân thể tự nhiên cũng sinh bệnh. Trong cuộc sống, mọi khó khăn đều có cách giải quyết. Không có sự việc nào là không thể giải quyết được. Cho nên buông bỏ phiền não thì cuộc đời mới tươi sáng rạng rỡ được. Trên đời này, phần lớn phiền não đều do con người tự tìm đến. Con người ta sống, mặt mũi ủ rũ cũng là một ngày, vui mừng rạng rỡ cũng là một ngày. Cùng là sống một ngày, nhưng tâm tình bất đồng, cảm giác bất đồng thì ảnh hưởng đối với bản thân cũng khác biệt. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.